một video ngắn về tổng kho dụng cụ nông nghiệp của đơn vị em Thảo Và hôm nay thì em sẽ quay cho các bác nhà mình xem về cái ống ruồi Đang chuẩn bị vào vụ các bác nhà mình chăm bưởi Thì đây là một cái ống ruồi để các bác nhà mình bắt hết ruồi vàng Đấy, Ruồi vàng là một uh, con mà chuyên chăm hỏng hết hoa quả các bác nhé Thì với cái ống ruồi vàng này thì hôm nay em sẽ chia sẻ với các bác cái cách dùng Cũng rất nhiều bác mua nhưng chưa biết cách Đấy, cái Đây là một cái ống thuốc này các bác này cái ống thuốc này thì cái cách dùng là như thế nào với một cái loại nhựa như này các bác sử dụng tới bốn năm năm rất là bền dòng nhựa trong đẹp nhất và với đi theo cùng nó thì sẽ có những cái lắp như này nhé và cái cách dùng thì em sẽ chi tiết để cho các bác mình xem video sẽ nắm bắt được đầu tiên là một cái lắp thì các bác hãy lắp cái phần thẩm cái tinh dầu đấy đây là cái thẩm cái tinh dầu nhá và các bác sẽ lắp vào cái lắp vào cái ống sau khi tẩm thuốc, tẩm cái tinh dầu rồi các bác sẽ lắp vào cái lắp của chai kia. Và với một lọ tinh dầu này các bác có thể sử dụng được tới 3 lần, mỗi lần là 20 ngày. Cái này là siêu hiệu quả luôn nhé. Trong thời gian vừa qua thì em đã gửi được các bác rất nhiều. Đấy. Rồi ok. Các bác sẽ chia một lọ ra được làm 3 lần. Và mỗi một lần thì sẽ được tới 20 ngày. Mỗi một cái lọ như này thì các bác chỉ cần buộc một cái dây nhá, chuẩn bị một cái dây dứa. Thực sự là quá là hiệu quả luôn, bởi vì cũng rất nhiều video đã đi đánh thử để cho các bác nhà mình xem rồi. Đây là một lọ mà đã thấm tinh dầu hoàn thiện, thì các bác sẽ buộc một cái dây vào đây. Các bác buộc một cái dây vào cái đầu lắp này, sau đó các bác treo lên cây nhé. Một cây kể cả sử dụng cho cây cảnh, cho tất cả các loại hoa màu. Thì với đơn vị em thì là một đại lý cấp 1 chuyên cung cấp về tất cả các loại dụng cụ làm nông nghiệp, làm vườn. Và hôm nay thì em cũng đang đóng gói cho các bác thì tiện em cũng giới thiệu luôn. Một cái hũ ruồi vàng này các bác mua chỉ với giá là 35.000 đồng thôi. Mua từ 10 ống là sẽ được miễn phí ship hoàn toàn. Còn nếu như tinh dầu mà các bác muốn mua thêm ý, thì em sẽ gửi cho bác mỗi một mỗi một cái vỉ tinh dầu này là 10 gói thì giá của nó sẽ là 50 000 đây. 50.000 là có nghĩa là em chỉ bán với cái giá gốc để các bác nhà mình sử dụng thôi nhá. 50.000. 10 ống, mỗi một ống là sử dụng được 3 lần. Đấy và với mỗi một cái hũ như thế này thì tất cả đều là nhựa trong đẹp như này để giúp các bác sử dụng bền nhất. Đấy và tiếp tới thì nếu như các bác mà không muốn sử dụng ống ruồi, nếu như các bác sử dụng truyền thống về cái mảng dính. Thì mảng dính này thì em mong quay cho các bác xem nhé cái dính này thì mỗi một đẹp thì sẽ là 10 miếng dính và nó sẽ là 80.000 10 miếng Đây là miếng dính ruồi Cái này thì các bác cũng sử dụng quấn xong bắt đầu treo lên trên cây Thì cái này nó sẽ dính ruồi trực tiếp Đấy và tiếp tới thì em sẽ quay cho các bác về cái ống xịt Với cái chai xịt này nhá Cái chai xịt này thì các bác sử dụng xịt lên những cái chai la vi đấy Xịt trực tiếp lên Sau đó các bác... Đây sẽ mở cho các bác xem, mở cho chị cái này. mở mạnh đây với cái chai này nó là chai xịt nhá được rất chi là nhiều các bác xịt trực tiếp lên những cái chai la vi sau đó là treo lên cây thì với một chai này nó đang là 150.000 trên một chai xịt này Xịt được rất nhiều lần đấy và với những cái lọ hũ rười vàng này thì em sẽ nhận gửi và ship trên toàn quốc nhé bác nào cũng có thể mua được và với đại lý lông nghiệp em thì sẽ có hàng mấy nghìn sản phẩm khác nhau và tiếp tới trong cái mùa bưởi này chắc chắn là cái mẫu kéo cắt cành trên cao này thì cũng không thể thiếu được với các bác nhà mình Ê, kéo cắt cành trên cao thì em đã quay chi tiết rất nhiều bác đặt đã câu hỏi mẹ em là tôi cần mua một mẫu kéo tốt nhất và hợp với cái lứa tuổi của các bác lớn tuổi thì đây là mẫu kéo Santa các bác lên lựa chọn thì với cái mẫu kéo này thì nó sẽ là 3 mét nhá đấy như các bác nhìn một chiếc kéo đặc sắc nhất mà tốt với cái giá tiền hợp lý thì các bác sử dụng cái mẫu này một chiếc kéo ở đầu của nó sẽ có móc các bác khi mà cắt cành vặt quả mà nó còn đâm mắc ở trên cây các bác sử dụng để mắc xuống. Lưỡi của nó là lưỡi 5 cm. Và mỗi một cây kéo sẽ tặng theo một cái lưỡi cưa như thế này. Cái lưỡi cưa rất chỉ là hữu ích nhá. Các bác có thể sử dụng nếu như không cưa cành trên cao các bác chế vào những cái một cái miếng gỗ là các bác đã có thể sử dụng làm một chiếc cưa cầm tay rất chỉ là hữu ích. Và một chiếc kéo Santa này thì đại lý dụng cụ nông nghiệp đơn vị em đang gửi cho các bác giá sẽ là 800 000 nghìn. Tất cả chất liệu của nó là ống nhôm hợp kim Tay của nó cũng sẽ bằng nhôm Đây là một bộ kéo chất lượng này các bác này Đấy, Các bác nhìn rất chi là thực tế nhé Bởi vì đơn vị nhà em có như thế nào thì đăng tải như vậy Để các bác nhà mình xem video sẽ lắm bắt được Kéo Santa thì hôm nay em về rất nhiều Đấy, Và cũng giới thiệu luôn tới các bác một cái dòng kéo giá rẻ Mà nếu như các bác sử dụng ít Các bác và tôi không có nhu cầu dùng nhiều ừ, Cắt được uh, ok là được Thì các bác sử dụng sang cái mẫu này em nói luôn cái mẫu này đó là hàng Trung Quốc nha các bác nhá. Đấy thì uh, em đang gửi cho các bác một cái kéo đỏ này. 3 mét. Giá của nó sẽ là 450.000 trên một kéo. Và với dòng kéo cắt cành trên cao này thì các bác đều có thể sử dụng. Rút ra, rút vào. Thì cái chiều mà khi thu vào thì nó sẽ là 1m8. Và rút ra tối đa thì nó sẽ là 3 m Đấy. Và với cái phần tay cầm của nó cũng rất chi là chất lượng. Đấy, và với đại lý nông nghiệp em thì sẽ có vô vàn những cái sản phẩm khác nhau ngày nào em cũng đăng tải lên để các bác mình lựa chọn đất nhật akama nếu như các bác mà làm cây cảnh nào làm cây công trình thì em có đất nhật đất đã đặng gia trang nhé bóng ghép uốn cây dây uốn cây cảnh Đấy, và rất nhiều những cái dụng cụ liên quan đến đồ làm vườn thì qua cái video ngắn này các bác đang cần cái dụng cụ gì hãy liên hệ trực tiếp tới đơn vị em và quan tâm đến thật nhiều đồ các bác nhớ cho em xin một like một chuông và một lượt đăng ký kênh ở lúc đó ngay cạnh góc màn hình để em sẽ đưa tới các bác những cái bộ sản phẩm tốt nhất trong mùa làm vườn của năm nay. Với ống ruồi này các bác mua bao nhiêu cái cũng được nhé, nhưng mua 10 cái là được miễn phí ship đấy. Còn kéo cắt cành trên cao thì em sẽ miễn phí ship hoàn toàn. Đấy còn thuốc uh, nhử các bác có thể mua thêm nhé, 50.000 sẽ được 10 ống, siêu hiệu quả luôn. Uh, nếu bác nào mà muốn xem những cái đoạn trực tiếp em đi đánh ruồi được cả lọ ruồi thì các bác uh, vào Zalo em sẽ gửi cho các bác xem nó hiệu quả như nào. Cho các bác thì mình xem cái lối vào rất nhiều bác chưa biết cái lối vào của cái khu ruồi này. Cái lối vào của nó là trên này các bác nhé Đây Khi đã vào đây là không bao giờ ra được nữa Là ở trong này luôn này các bác ạ Đây một cái hũ ruồi các bác sử dụng rất là bền Thì em cũng xin kết thúc video ngắn nhé Đây là một cái dụng cụ rất cần thiết trong mùa xuân năm nay Cảm ơn các bác đã theo dõi video Chào và hẹn gặp lại các bác ạ